Chào các bạn, mình đang ở cái cửa hàng gọi là Apple Store ở Singapore. Thì ở Singapore có cái Apple Store mới mở vào năm ngoái, là duy nhất ở khu Đông Nam Á này có Apple Store. Nếu bạn là fan hâm mộ của Apple thì các bạn sẽ rất là thích thú khi đến đây. Năm ngoái cái lúc mà nó khai trương mình cũng đến đây và rất là đông. Và hôm nay mình quay lại cùng với bạn Ninh, bạn Biên Phương và bạn Trung, bạn Kim nữa. Và mình sẽ cho các bạn xem những cái sản phẩm ở đây và xem khung cảnh của Apple Store nó như thế nào. Và bây giờ các bạn xem nhé. Bây giờ trước tiên là bạn Ninh chia sẻ với các bạn chút. Bạn Ninh, bạn có cái cảm giác như thế nào khi đến cái Apple Store chính hãng của Apple? Nói chung là thứ nhất là qua đây mình thấy sản phẩm gì có iPhone 8, iPhone 8 Plus luôn rồi. Ở Việt Nam thì nó chưa có. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì giá thì nó cũng rẻ hơn. Ví dụ cái bạn cái MacBook Pro này, bạn đang quan tâm cái MacBook Pro này. Đúng rồi. MacBook Pro này ở Việt Nam thì tới 35 triệu mấy, còn ở đây thì nó có 32 triệu thôi. Rẻ được 3 triệu mấy. Nói chung là xài của Apple thì ghiền đó. Mình xài iPhone thì mình cũng ghiền iPhone, tại iPhone 8 iPhone X ra mới mua. Nói chung là cũng là fan cuồng của đồ công nghệ, fan cuồng của Apple. Đang canh me me cái MacBook Pro này, đây dọc nó xíu. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn thấy là Apple mới ra một cái MacBook năm 2017 này, rất là nhỏ gọn này. Hôm nay mình thấy cái version trực tiếp này. Năm ngoái mình cũng mua một cái mà nó của 2016. Còn bây giờ là cái 2017 nên nó đơn giản, nó nhỏ gọn hơn. Và bây giờ các bạn thấy đây là iPhone 8 Plus. Các bạn thấy iPhone 8 Plus này, giá này, giá đô này, cái này là giá đô xin nhé các bạn, 64. Còn khoảng 517 thì nó có 22 triệu. Là 64 GB. Đây là giá iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus nó có cái mặt phía sau đẹp quá các bạn ơi. Cái mặt phía sau, ở phía sau rất là đẹp. Mình nhìn trực tiếp đẹp lắm các bạn. Quay này cái cảm nhận mình nhìn trực tiếp đẹp lắm. Tuy nhiên mình thì nếu mà mua thì mình sẽ dùng iPhone X. Đang chờ iPhone X ra. Mình sẽ mua một cái iPhone X. Còn đây là iPhone 8. Dạ, iPhone 8 Plus, iPhone 8 sẵn tổng ra. Và các bạn thấy có bạn Trung đang đập phá cái iPhone 8. Trung có cảm giác gì khi mở cửa hàng của Apple? Chào các bạn, mình thì mình đang ở trung tâm Apple. Mình khá vừa mua con iPhone 7 đó ở Việt Nam. Nhưng mà khi sang bên này thì mình thấy giá cả rẻ hơn ở so với Việt Nam mình. Và bên này ở Việt Nam mình chưa có iPhone 8, bên này thì đã có iPhone 8. Mà ở trong trụ sở của Apple ấy thì mình được nói chung chờ trải nghiệm và tương đối nhiều máy. Như mình mua ở Việt Nam ấy thì họ chỉ mang cho mình một cái, một cùng năm hoặc 4-5 cái. Mình có đến trung tâm FPD của Apple, cái đại diện phân phối của Apple tại Việt Nam ấy, thì họ chỉ cho mình chờ đến 1-2 cái ấy. Còn ở đây thì mình gọi là chờ bạt ngàn luôn. Sướng luôn đúng không? Nhập phá thoải mái luôn. Em bạn nào có điều kiện thì sang Apple ở bên Singapore để mua, mình nghĩ là sẽ rẻ hơn và quan trọng hơn là được sờ như bạn định sở hữu cái gì? Mình thì mình muốn iPhone 8. iPhone 8. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái này là ở dưới, còn ở trên lầu nữa các bạn. Còn ở trên lầu nữa. Bạn Kim định mua cái nào khi tham quan ở Apple, định mua cái nào? Nhìn cái nào nó không giống cái nào. Nhưng mà bạn thích cái nào? Không mà... biết luôn. Không biết luôn. Không muốn mua cái nào hết đó nè. Vậy là không muốn mua rồi. Thấy nó cái gì nó không giống cái gì trơn. Không giống cái gì. Vậy là bị loạn rồi. Cái này đang bị loạn rồi. Các bạn thấy cái máy màn hình của Apple, cái máy computer bàn cái dân đồ họa, dân đồ họa rất là thích dùng cái máy này. Các bạn thấy cái máy bự nghe, rất bự. Cái này mình cũng mà sử dụng thì tuyệt vời luôn.
bảo tàng luôn. Cái này này nguyên cả một nhà máy này dành cho dân chuyên dụng. Quá tuyệt vời luôn. Mà cái này là loại máy laptop loại máy qua loại bự. Còn bên này là những cái cover của chính hãng Apple. Tuy nhiên giá nó, các bạn thấy là giá nó không, giá nó không rẻ chút xíu nào. Mình sẽ cầm và cho các bạn xem giá. Ví dụ đây là cái cây bút. Cây bút thì giá các bạn thấy, cây bút này giá này 148 đô. Chúng ta nhân ra 7 thì nó cũng phải 2 triệu mấy. Còn cái này là cái cover của MacBook giá 99 đô, nó tương đương với 1,7 triệu và cái các bạn gần 1,7 triệu. Ở đây là hàng chính hãng, họ là hàng chính hãng luôn. Giá nói là giá nó rất là đúng. Họ design thiết kế rất là đẹp. Và cái này cái chân máy chụp hình, cái này để live stream thì các bạn thấy tuyệt vời. Các bạn thấy cái chân máy này để live stream thì các bạn thấy khó chơi luôn. Cái này các chân máy để live stream xem thứ giá nó nhiều. Đây là một cái chân máy loại khác nữa. Còn cái này là cái cục sạc di động. Các bạn thấy hàng đặc biệt không ạ? Đây này bộ của bạn có những cái của các hãng, các cái hãng khác. Nhưng mà những cái công cụ đồ chơi rất là tuyệt vời. Cái này là một bản thiết kế, các cái gian hàng mọi người đi rất là đẹp. Và cái này là đồng hồ watt. Các bạn sẽ xem đồng hồ watt của Apple đi. Đồng hồ watt rất là nhiều. Khỏi bàn luôn. Cái này là iPad, rất nhiều người đang đọc bác. Mà cái cộng với iPad, các bạn đang đọc tiếp nè. Cái này đó, bạn đang đọc tiếp. Và cái còn là iPad không ạ? Cái này là iPad nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn này. Đang có rất là nhiều bạn quan tâm. Bây giờ là giờ này đang là 8 giờ tối của sinh. Nên các bạn rất là đông. Và bây giờ mình đi lên trên lầu để cho các bạn xem nhé. Mình lên trên lầu các bạn tìm khẩu quan sát. Các bạn thấy Apple họ thiết kế cái gì cũng khác, các bạn thấy cái cầu thang cũng khác, thậm chí mình nói với các bạn cả cái toilet của Apple nó còn nâu thiết kế cũng đẹp nữa, nó đặc biệt lắm. Các bạn thấy cái thiết kế cầu cầu thang mà cực kỳ đặc biệt. Cái thiết kế mà nó ấy rồi, cái nào là ở trên lầu như một cái vườn vậy đó, rất nhiều người ngồi ở đây rồi khám phá, rồi lắc trao đổi nói chuyện để trải nghiệm cái sản phẩm của Apple. Nó màu đẹp mà, nó một khoảng màu vàng, có thể nói giống như một cái vườn cây vậy. Giống như một cái vườn cây. Và cái này là các cái để cho mọi người ngồi này. Đây cái màn hình thiết kế là họ bự nè.
đây là một cái màn hình mà chiếu những cái sản phẩm, những cái hình họa thiết kế làm ra từ máy cái bộ rất là mạnh. Cái đó là cái TV. TV. Các bạn ơi, là mình đứng ở ngoài mình nhìn xuống ra ngoài kia đây là đường Quang Trạm. Đây mình đứng ở lầu mình nhìn xuống ở cái tầng dưới mà hồi nãy mình quay cho các bạn đó. Đường Quang Trạm là một cái con đường lớn. Thì họ mở store họ ở ngay cái chỗ mà nó rất là lớn, rất là hình thái. À, bây giờ mình đi xuống cái cầu thang. Cầu thang bộ nó cũng rất là đặc biệt. Đúng như những cái style của bộ. Rất đẹp, ngoài đẹp lắm các bạn ơi. Nếu một lần nào bạn đi đến Singapore thì đó là cái niềm hy vọng một ngày nào đó Apple chính thức vào Việt Nam và mở những store để cho các bạn trải nghiệm. Rồi những cái chậu người ta làm trong cái chỗ này có những người ngồi đây có thú vị không? Bây giờ mình đi ra bên ngoài. Một cái miếng kính liền luôn này, cái nào là bánh nhập đó, một miếng kính liền này, miếng liền này nó cao không, rất là cao đó, một miếng kính liền luôn cao mút vậy á, nó đâu cả chục mét đó các bạn. Ở bên ngoài không có chữ gì, một cái logo đó là Apple thôi. Người rất là nhộn nhịp. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi đoạn video từ thành phố của mình. Mình sẽ quay lại bạn những đoạn video sau. Các bạn nhớ bấm vô YouTube để xem những đoạn mình chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn.